liệu cái chiếc sạc Remark này sẽ sạc chiếc iPad của mình và chiếc Realme Q này trong thời gian bao nhiêu lâu thì sẽ đầy pin nhá. Hello anh em, lại là Hoàng đây. Hôm nay thì trên tay của mình đây đang là mẫu pin sạc dự phòng của Remark với cái dung lượng là 10.000 mAh mà đang được giảm giá khá sâu từ 450.000 xuống còn 129.000. Đó, thế là mình đã chạy đi mua về cho anh em. Và bây giờ thì mình sẽ mở cái hộp này ra và đánh giá xem là liệu cái con pin sạc Remark RPP 147 10.000 mAh này liệu ngọt thật hay không nhá. Và đây là cái chiếc sạc dự phòng 10.000 mAh RPP 147 mà đang được khuyến mãi còn 129.000 của mình. Đầu tiên thì mình thấy là cái hộp nó rất là nặng. Ok, nặng là tốt, nặng tức là có pin nhiều. Thứ hai là mình thấy cái hộp của Remark họ rất là đặc trưng, là hộp của họ là vô cùng là nhiều chữ luôn, thực sự là cực kỳ là nhiều chữ. Mình không biết là có ai có thể ngồi đọc hết được cái đồng chữ này hay là không. Nếu mà cần quan tâm đến cái phần đây, quan tâm đến cái phần chữ tiếng Việt, họ dán cái tem này thôi. Giá sản phẩm ở đây là 450.000 nhưng mà khi thanh toán thì đây 450.000 nhưng mà thành tiền nó chỉ có 129.000 mà thôi. Đấy, anh em đến anh em cứ hỏi. Cái chiếc pin sạc này thì được quảng cáo là sẽ được đổi một nếu mà có lỗi do nhà sản xuất trong vòng 1 năm. Nhưng mà khi mình quay sang bên cạnh hộp này, mình thấy ở đây khi là chỉ có 6 months warranty period thôi, tức là chỉ có 6 tháng bảo hành thôi. Tức là không biết là được bảo hành 1 năm hay 6 tháng. Đây, cái này hơi bị khó hiểu một tí. Nhưng mà thôi, không sao. Cứ mở hộp ra đã. Đây. Cắt từ dưới. Ồ, rất là nhanh. Ra rồi. Đây, cộng cáp sạc micro USB ra đầu tiên này. Và đó, trong hộp chỉ có như này thôi. Đó, xem nào. À, vẫn có sách ứng dụng và một cái tem. Đây, tem này là tem chất lượng đã pass đây này. Rồi, pass là tốt. Và một cái sách ứng dụng, chắc là bạn nào không biết dùng sạc dự phòng như nào cũng cần phải nghiên cứu một chút về cái sách này. Đó. Và qua bên. Đây là nhân vật chính chúng ta, cục pin dự phòng đang được khuyến mãi chỉ còn 129.000. Thiết kế kiểu cực kỳ đơn giản luôn. Có một cái vỏ nhựa sần và đằng sau là in một đống các thông tin về Remark và có chữ to nhất là 10.000 mAh. Mặt trước ta sẽ có logo của Remark cùng với lại một cái phần đen bóng ở đây. Đấy, theo lý thuyết thì phần đen này sẽ phải là có một cái màn hình đúng không? Có một cái màn hình hiện số phần trăm. Nhưng mà cái chiếc RPP 147 này thì nó chỉ có 4 cái chấm này thôi. Đấy, thì ấn vào cái nút nguồn ở bên cạnh này. Đấy, thấy nó sáng lên, 4 cái đèn sáng lên tức là còn 100% pin. Đấy, không có số má gì đây cả. Nói chung là hơi bị hụt hẫng một tí bởi vì mình nghĩ là những cái phần nó kiểu làm bóng lên như này thường nó sẽ có một cái màn hình ở bên trong. Nhưng mà không, đây nó chỉ có 4 cái chấm thể hiện pin thôi. Nhưng mà ok, không sao, giá rẻ mà, 129.000 cũng chấp nhận được. Cạnh trên thì sẽ có hai cái cổng đầu ra, tức là có thể sạc được hai thiết bị cùng một lúc, cùng với lại một cái cổng Type-C và một cổng Micro USB. Cả hai cổng Type-C và Micro USB này đều là cổng đầu vào, tức là cổng sạc vào của cái chiếc sạc pin này. Em nào có iPhone 11 ấy hoặc là iPad Pro ấy mà có cái dây mà có cái đầu Type-C này thì đừng có dại mà cắm cái điện thoại của ta vào cái dây ở đây. Bởi vì nếu mà cắm ở đây chắc chỉ khoảng nửa tiếng, một tiếng thôi là điện thoại của anh em sẽ hết pin đấy. Nhớ là đây là đầu ra, hai cái này là hai cái đầu ra, còn hai cái dọc này là hai cái đầu vào. Cái chiếc sạc dự phòng RPP 47 này thì nó nặng, nó cực kỳ là nặng đấy, cầm rất là đầm tay, rất là nặng, cảm giác nó khá là mỏi tay, thực sự khá là mỏi tay đấy. Và khi lắc này nghe hơi rung rung một tí, đó tiếng của cái nút nguồn nó rung, anh em thấy không, tiếng của cái nút nguồn nó lắc đây. Đấy, nút nguồn nó hơi bị lỏng một tí cho nên nó sẽ lắc lắc. Cho nên khi mà lắc nó sẽ phát ra một số các cái tiếng kêu, nói chung là cũng không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà nếu cái nút nguồn này mà làm nó chắc chắn hơn một tí thì sẽ tốt hơn. Ok, bây giờ thì mình đã sạc đầy cái chiếc sạc dự phòng Remark này rồi. Đây, đèn sáng không nháy một tí nào luôn. Và đây, mình có chiếc iPad mini 4 với cái dung lượng pin là 5.000 mAh và chiếc Realme Q với cái dung lượng pin là 4.000 mAh. Tổng hai con này là 9.000 và chiếc sạc này là 10.000. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem thử là liệu cái chiếc sạc Remark này nó có sạc được gần đầy hai con này không nhá. Bởi vì sạc dự phòng ấy thì lúc nào sạc nó cũng sẽ có tỷ lệ thất thoát nhất định. Bây giờ thử cùng xem là 10.000 mAh trên chiếc sạc dự phòng này nó sạc được bao nhiêu phần trăm cho cả hai thiết bị này cùng một lúc nhá. Đây, hiện tại thì chiếc Realme của mình đang là thời lượng pin là 3% và chiếc iPad của mình thì thời lượng pin đang là 1% mà thôi. Rồi, mình sẽ cắm sạc vào đã. Cả hai đầu này đều sạc nhanh nhá. Sạc nhanh với cái nguồn là 2.1A. Đây, đã vào điện rồi đây. Tiếp tục với bên này.
cũng đã có điện nhá. Và mình sẽ bắt đầu vào giờ này. Ok, hiện tại đang 12 giờ nhá. Chúng ta cùng xem là liệu cái chiếc sạc Remark này sẽ sạc chiếc iPad của mình và chiếc Realme Q này trong thời gian bao nhiêu lâu thì sẽ đầy pin nhá. Có một vấn đề xảy ra sau 10 phút sạc, đó là cái cục sạc của mình nó tự nhiên nó tự động bị ngắt đi. Mình bấm lên đây này, bấm lên thì nó bắt đầu tiếp tục sạc cho cả hai máy. Mình nghĩ có thể là do cái việc ra cả hai dòng cho hai máy là quá tải của cái chiếc sạc này, cho nên mình sẽ sạc lần lượt từng máy một nhá. Mình sẽ sạc cái chiếc Oppo Realme Q này, mình sẽ sạc chiếc Realme Q này trước. Ok, mình tháo cái chiếc iPad này ra. Ok, sau 10 phút thì chiếc Realme Q đã lên được 11% rồi, và chiếc iPad mini của mình thì lượng pin nó đã lên được 4% đấy rồi. Nên mình chờ sạc xong cái chiếc Realme Q này đã, không biết là liệu hiện tượng bị ngắt sạc giữa chừng này nó xảy ra nữa hay không nhá. Ok, như vậy là đã 30 phút rồi. Và cái lượng pin trên chiếc Realme Q của mình hiện tại nó đã là 30%, tức là cứ sau khoảng 1 phút thì lượng pin nó sẽ lên 1%, khá là nhanh. Tức là chỉ sau khoảng 1 tiếng rưỡi là mình có đầy pin, đầy 4000 mAh trên chiếc Realme Q này để sử dụng rồi. Ok, như vậy là sau 1 tiếng 45 phút thì cái chiếc Realme Q của mình đã sạc đầy 100%. Rồi, mình sẽ chuyển sang cái chiếc iPad mini 4 ở đây nhá. Và cái lượng pin nó đã giảm mất một vạch rồi. Đấy, nó tối đi một vạch là còn 3 vạch ở trên này. Mình cắm vào. Hơi khó hiểu nhỉ. Rõ ràng là cái chiếc Realme 4 đây, đang là 4% nhá. Đây, đang là 4%. Và mình sẽ chỉnh lại vì ban nãy cái này sạc 10 phút rồi. Sẽ quay lại. Ok, giờ mình sẽ sạc cái chiếc iPad mini 4 này của mình với cục sạc pin này. Và hãy xem là liệu cục sạc này có sạc đầy được chiếc iPad mini 4 của mình ở đây không nhá. Chiếc iPad này thì có dung lượng pin là 5000 mAh. Hiện tại thì cái chiếc sạc Remark này vẫn còn 3 vạch cơ. Như vậy là đã 30 phút trôi qua rồi và cái chiếc iPad mini 4 của mình cái lượng pin hiện tại nó mới chỉ có là 15% thôi. Tốc sạc khá là chậm hơn rất là nhiều so với con Realme Q ban nãy. Và bây giờ thì mình sẽ cắm sạc con iPad mini 4 này cho đến khi nào nó đầy pin thì thôi nhá. Ở đây cái này vẫn là 3%, vẫn là 3 vạch pin. Như vậy là sau gần 3 tiếng đồng hồ thì cái sạc dự phòng của mình nó đã nháy đèn như này rồi. Và đây là dấu hiệu của việc sạc hết pin. Và cái thời lượng pin sạc được cho chiếc iPad của mình ở đây là 75%. Đó, 75% của 5000 mAh, tức là nó sẽ rơi vào khoảng độ khoảng gần 4000. Tức là cái cục pin Remark này nó sạc được 4000 đầy chiếc Realme Q và cũng sạc được gần 4000 nữa cho chiếc iPad mini 4 của mình ở đây. Nhưng mà vì sao cục Remark này nó là 10.000 mà khi mà sạc ra nó sẽ rơi khoảng độ 8.000 mà thôi. Đó bởi vì khi mà năng lượng truyền ở dây dẫn như này nó sẽ có hiện tượng là thất thoát năng lượng do cái dây nó nóng lên. Nó nóng rất nhẹ thôi nhưng mà qua thời gian thì cái lượng năng lượng thất thoát nó khá là cao. Như vậy ở đây thì cái chiếc pin Remark này nó có thể sạc thực tế là 8.000 và cái tỷ lệ chuyển đổi như vậy là rất là tốt rồi. Còn lý do tại sao cái chiếc Realme Q này nó lại sạc nhanh như vậy, nó chỉ mất có 1 giờ 45 phút để sạc đầy, trong khi cái chiếc iPad mini 4 của mình nó lại mất tận 3 tiếng đồng hồ rồi mà mới chỉ sạc được có 75% mà thôi. Đó là bởi vì cái chiếc Realme Q thì nó có hỗ trợ sạc nhanh, còn chiếc iPad mini 4 của mình thì lại không có hỗ trợ sạc nhanh như vậy. Dẫn đến là cái thời gian sạc pin của chiếc iPad nó lâu hơn rất là nhiều so với lại cái chiếc Realme Q. Ok, như vậy là mình đã đánh giá xong cái chiếc sạc dự phòng Remark RPP 147 10.000 mAh này. Và nhìn chung thì với cái mức giá 129.000 của nó thì nó hoàn thành rất là tốt cái nhiệm vụ của nó, đó là sạc pin cho điện thoại. Cái dung lượng 10.000 mAh của chiếc sạc dự phòng Remark này nó thể sạc được 2 lần cho cái chiếc Realme Q của mình.
có dự pin là 4000 mAh ở đây. Cái tỷ lệ chuyển đổi năng lượng giữa cái sạc dự phòng Remark này sang đến cái thiết bị nhận cuối cùng ở đây là điện thoại của mình thì lên tới là 80%, một con số khá là tốt. Hỗ trợ sạc nhanh cũng là một cái tính năng khá là đáng khen ở trên chiếc sạc dự phòng Remark này. Tuy nhiên thì chiếc sạc dự phòng Remark này khi mà sạc cho những cái thiết bị mà không hỗ trợ sạc nhanh ấy, thì nó khá là chậm, như kiểu cái chiếc iPad mini 4 của mình lúc mà sạc cục pin 5000 mAh của nó thì nó mất tận đến 4 tiếng, mình dự kiến là phải 4 tiếng thì nó mới đầy được cục pin đấy cơ. Và còn một cái khuyết điểm nữa của cục pin dự phòng Remark này, đó là việc khi mà mình cắm cả hai cái thiết bị vào cùng lúc, một bên mình cắm chiếc RemiQ, một bên mình cắm chiếc iPad mini 4, thì cái nguồn pin nó chỉ bật lên được khoảng độ 1-2 phút thôi là nó tự tắt. Mình phải rút sạc của một cái thiết bị ra thì cái chiếc sạc dự phòng Remark này nó chạy bình thường. Cho nên mình nghĩ là khi mà cắm hai thiết bị vào, có thể là cái dòng nó ra nó hơi bị cao quá so với cái mạch mà chiếc sạc dự phòng này nó tải được, cho nên sẽ tự động tắt đi. Cho nên là em lưu ý là khi mà sạc pin ấy, chúng ta chỉ nên là sạc từng thiết bị một thôi. Mặc dù là có hai cổng nhưng mà rất là buồn cười là khi cắm hai thiết bị vào khoảng được 2-3 phút và tự động tắt đi, rất là khó hiểu. Nhưng mà tương giá 129.000 thì tất cả những gì nó quan tâm đến nó là hiệu năng của cái sạc này thôi, mà nó đã làm rất là tốt cái điều đấy. Không biết anh em có bất kỳ câu hỏi nào về cái chiếc sạc dự phòng Remark này hay là em có ý kiến gì về chiếc sạc này thì hãy để comment bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời hết tất cả các câu hỏi cho anh em. Ok, thế thôi nhỉ. Bye bye.